Ngày 30 tháng 5, Thánh Gregorio VII, Giáo Hoàng, năm 1020 đến 1085. Thế kỷ 10 và nửa đầu thế kỷ 11 là những tháng năm tăm tối đối với giáo hội. Một phần vì chức vụ giáo hoàng là thứ cầm cố của nhiều gia đình Roma. Năm 1049, mọi sự bắt đầu thay đổi khi Đức Giáo Hoàng Leo IX được bầu chọn. Ngài là một nhà cải cách. Ngài đưa tu sĩ trẻ Hildebrand tới Roma làm cố vấn và đại diện trong các sứ vụ quan trọng. Sau đó tu sĩ này là Đức Giáo Hoàng Gregorio VII. Lúc đó có ba đại dịch trong giáo hoàng: buôn thần bán thánh, simony, hôn nhân phi pháp của các giáo sĩ và truyền chức cho giáo dân, vua chúa và các nhà quý tộc kiểm soát việc bổ nhiệm các viên chức trong giáo hội. Đối với các việc này, tu sĩ Hildebrand hướng dẫn sự chú ý của nhà cải cách. Đầu tiên là cố vấn cho các giáo hoàng và sau đó năm 1073 đến 1085, chính tu sĩ Hildebrand là giáo hoàng. Các tông thư của Đức Giáo Hoàng Gregorio nhấn mạnh vai trò của giám mục Roma là linh mục của Chúa Kitô và trung tâm hữu hình của sự đoàn kết trong giáo hội. Ngài đấu tranh nhiều với hoàng đế Roma Henry IV về việc ai kiểm soát việc bầu chọn các giám mục và các tu viện trường. Đức Giáo Hoàng Gregorio chống lại mọi sự tấn công vào tự do của giáo hội. Về điều này, Ngài chịu đau khổ và chết khi bị đi đày. Ngài nói, tôi yêu công lý và ghét bất công, do đó tôi chết vì bị đày. 30 năm sau, giáo hội chiến thắng trong việc chống lại việc phong chức cho giáo dân.